Dầu mỏ là hỗn hợp tự nhiên của các chất hữu cơ, chủ yếu là nhiều loại hydrocarbon, tồn tại ở thể lỏng, sánh bạc, có màu nâu đen hoặc ngã sang màu lục, không tan trong nước và nhẹ hơn nước. Dầu mỏ là một loại dầu khoáng. Đó là kết quả của sự biến đổi các chất hữu cơ trải qua hàng triệu năm, tạo thành hỗn hợp các hydrocarbon. Thường thì dầu mỏ nằm sâu dưới lòng đất. Đôi khi có một số mỏ dầu lại được hình thành trên bề mặt trái đất. Đó là lý do mà con người đã biết đến dầu hỏa ngay từ thời cổ đại. Lúc đầu trên thế giới, dầu mỏ chỉ được sử dụng như vật liệu xây dựng và trong các mục đích y tế. Mãi đến giữa thế kỷ thứ 19 thì mức tiêu thụ dầu mỏ mới thực sự bùng nổ. Khi châu Âu và Bắc Mỹ đang bước vào giai đoạn phát triển công nghiệp thì nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, mà chỉ đáp ứng chủ yếu bằng than. Nên hầu như trên thế giới, con người bắt đầu quan tâm đến dầu mỏ. Cũng do làn sóng cách mạng công nghiệp này mà Hoa Kỳ đã bước vào một thời kỳ được gọi là cơn sốt vàng đen. Và quốc gia này đã trở thành nơi sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Ban đầu dầu mỏ chỉ được dùng để thắp đèn chiếu sáng, thay thế cho dầu cá voi, vì nó có hiệu suất hơn hẳn than và dễ vận chuyển hơn khí đốt. Đến đầu thế kỷ thứ 20, mức tiêu thụ dầu mỏ đã bắt đầu bùng nổ, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông, khi ngành công nghiệp ô tô phát triển cùng với những cải tiến trong động cơ tàu thủy và ngành hàng không trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Dầu mỏ sau khi được khai thác sẽ đem chưng cất trong nhà máy lọc để tách các hydrocarbon. Chừa vào nhiệt độ sôi khác nhau, các phân tử nhẹ nhất sẽ bay hơi trên đỉnh tháp chưng cất ở nhiệt độ khoảng 20 độ C. Khí này sẽ được hóa lỏng, dùng làm khí đốt trong bật lửa hoặc bếp lò. Từ 30 đến 105 độ, thu được xăng, dùng cho động cơ ô tô, xe máy. Từ 105 đến 160 độ là nafta, dùng trong công nghiệp hóa dầu như sản xuất nhựa, vải tổng hợp, dược phẩm, mỹ phẩm, vân vân. Từ 160 đến 230 độ C, thu được nhiên liệu cho máy bay. 230 đến 425 độ là diesel. Cuối cùng là lớp chất rắn chứa nhiều lưu huỳnh, được làm nóng trên 450 độ, thu được dầu nặng dùng trong tàu thuyền và nhựa đường. Dầu thô vừa khai thác được chứa trong các thùng thu có dung tích tiêu chuẩn 159 lít để vận chuyển và quy định giá thành. Khi chưng cất dầu mỏ, các sản phẩm sẽ được tách ra ở những khoảng nhiệt độ khác nhau trong tháp chưng cất và lượng xăng thu được chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ. Bằng phương pháp cracking, nghĩa là bẻ gãy phân tử, người ta có thể chế biến dầu nặng thành xăng và các sản phẩm khí có giá trị như metan, ethylene, vân vân. Nhờ phương pháp cracking, lượng xăng thu được chiếm khoảng 40% khối lượng dầu mỏ. Khí thiên nhiên là hỗn hợp khí, thành phần chủ yếu là metan, chiếm khoảng 85%, 15% còn lại là ethan và một số hydrocarbon khác. Khí thiên nhiên thường tìm thấy trong các mỏ dầu. Nó được khai thác và tinh lọc thành nhiên liệu, cung cấp khoảng 25% nguồn năng lượng trên thế giới. Muốn khai thác khí thiên nhiên, người ta phải khoan xuống mỏ khí. Khí sẽ tự phun lên do áp suất trong các mỏ khí lớn hơn áp suất của khí quyển. Khí thiên nhiên được sử dụng làm nhiên liệu và nguyên liệu đầu vào cho ngành chế biến hóa chất, là một nhiên liệu gia dụng. Nó được đốt trong các bếp ga, lò ga để nấu nướng, sấy khô.
là một nhiên liệu công nghiệp. Khí thiên nhiên được đốt trong các lò gạch, lò gốm và lò cao sản xuất xi măng. Khí thiên nhiên còn được sử dụng để đốt các lò tua bin nhiệt điện, để phát điện cũng như trong lò nấu thủy tinh, lò luyện kim và chế biến thực phẩm.